Dạ Toàn xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Dạ Toàn rất vui khi gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trên kênh Hoa Kiển Phạm Toàn 99. Dạ hôm nay Toàn chia sẻ cách để chọn cây giống đẹp để mình khắc gia bôi thuốc siêu kích rễ cho cây mai ạ. Với cách này Toàn cũng rất mong quý cô chú anh chị và các bạn mình thành công luôn ha. Để không mất thời gian của quý cô chú anh chị và các bạn, mình sẽ vào chi tiết luôn. Ở đây thì cây thì nó không có đều nhánh với nhau quý chú anh chị. Đó, có cây thấp, có cây cao, có cây ốm thì cũng có cây mập ha. Thì đây Toàn sẽ chọn ra những cái cây mà nó mập mà nhánh nhiều, Toàn sẽ đem ra Toàn khắc gia để bôi thuốc để tạo đế nơm cho cây mai ha. Thì ở đây là một cây ốm nè quý chú anh chị. Đó, cây này nó ốm mà nó cao ha. Thì Toàn sẽ không chọn cây này. Cây này Toàn để chăm sóc cho nó mập cây đi rồi xong rồi Toàn sẽ khắc gia tiếp tục ha. Thì ở đây thì Toàn cũng có chuẩn bị là một cái cây vừa mập vừa lùn mà nó vừa nhánh nhiều quý chú anh chị. Thì cây này Toàn sẽ chọn ra, Toàn để khắc gia, Toàn tạo đế nơm cho cây ha. Thì ở đây Toàn chuẩn bị cái một thao giá thể là bao gồm là sơ dừa nguyên chất nha quý chú anh chị. Ở đây thì Toàn tứ nó ướt cũng vừa phải thôi, nó không có ướt nhiều nha quý chú anh chị. Đó, ở đây thì Toàn trộn cho nó đều, đó, cho nó phả ra, cho nó bằng xong rồi Toàn tưới nước thêm một cái nữa quý chú anh chị. Thì Toàn ở đây Toàn tưới hai lần nước, lần thứ nhất thì Toàn trộn lại, lần thứ hai Toàn tưới thêm một lần nữa, Toàn trộn cho nó đều ướt giá thể với nhau ha, để trong khi mà mình làm rễ á thì nó rễ nó ra đều. Đó. Thì sơ dừa này nó không có đạt cho lắm chú anh chị. Sơ dừa thế như mà mình cần làm rễ á, mình sẽ sơ dừa cho nó mịn và nó không có cọng gì ha. Đây. Sơ dừa này nó không có được đẹp cho lắm. Thì Toàn trộn cho nó đều lại. Rồi xong tí xíu nữa Toàn chuẩn bị cái khâu mà khắc gia bôi thuốc siêu kích rễ ha. Sau đây Toàn sẽ chọn cái một cái chậu vừa phải để trong khi mình làm nó không có hao giá thể nhiều nguyên chú anh chị. Rồi, rồi thì ở đây Toàn cái lấy cái chậu C7 nè, rồi C8, C9 thì ba chậu nhỏ vừa vừa và bự hơn. Ở đây trong ba cái chậu này Toàn sẽ chọn ra một cái chậu C7 với chú anh chị. C7 thì trong khi mà mình làm rễ á, thì nó sẽ không có hao giá thể chú anh chị. Để Toàn đặt cái cây này vô thử xem sao ha. Đó. Thì trong cái thời gian khoảng từ 1 tháng cho đến 2 tháng mình sẽ làm cho cái cây mai này rễ nó ra đều đặn và vừa tới mấy này với chú anh chị, rồi xong mình sẽ sổ bầu ra, mình sẽ cắt để riêng đó ha. Đó, mình làm gì thì nó ít hao giá thể với chú anh chị. Đó, thì trong khi mà 1 tuần lễ hoặc là 2 tuần thì rễ nó sẽ ra. Thì rễ nó ra thì mình sẽ tưới kích rễ bình thường với chú anh chị. Tưới kích rễ tầm khoảng 1 cho đến 2 lần thì mình tưới bổ sung thêm ha. Đó thì mình thí dụ mà để tí xíu nữa Toàn sẽ chia sẻ cái phần từng chi tiết này sau ha. Rồi sau đây Toàn sẽ thực hành cái cách mà để khắc gia bôi thuốc siêu kích rễ cho cây mai. Thì thí dụ mà mình làm khoảng 100 cây nó không đạt hết 100 cây nha mấy chú anh chị, trong đó khoảng 70-80% thôi. Rồi sau đây Toàn sẽ làm ha. Dạ rồi, sau đây Toàn sẽ chia sẻ cách để khắc gia nha mấy chú anh chị. Đầu tiên Toàn chọn những cái cây mai giống mà có nhánh nhiều như nè, mà nó vừa mập ha. Rồi xong Toàn sẽ rút cái chậu này ra. Đó. Thì Toàn nhẵn để nguyên cái phần giá thể này luôn ha. Đây Toàn sẽ tém xuống mà tới cái rễ chính của nó là muốn chú anh chị. Rồi xong thì Toàn đây chuẩn bị cái dao. Cái này cũng như là mình bầu cây với những cô chú anh chị. Toàn sẽ cắt một vòng ha. Mình khắc chỉ vài gem thôi nha quý chú anh chị. Toàn khắc xong mà Toàn sẽ quay lại cho quý cô chú anh chị bạn mình xem. Rồi xong thì Toàn sẽ bỏ bớt phần giá thể ha. Rồi xong Toàn sẽ lột cái da ra. Này. Toàn sẽ khắc lại. Này Toàn khắc hơi xéo à. Này quý chú anh chị. Đó, nó vừa tầm ha. Này mình khắc chỉ vài gem thôi nha quý chú anh chị.
Dạ rồi, sau đây Toàn sẽ quấn keo vô ha. Keo này thì mình sử dụng keo đen thì càng tốt nha mấy chú anh chị. Mày Toàn sử dụng cái keo. Rồi, sau đây Toàn sẽ quấn cái keo này lại nha mấy chú anh chị. Mình quấn mình chừa chút xíu thôi. Đó. Gì đây quý chú anh chị, thì mình sử dụng cái keo đen quý chú anh chị, keo đen thì càng tốt ha. Cái này Toàn ví dụ Toàn sử dụng keo trắng quý chú anh chị. Đó. Mình quấn ngay cái phần này để trong khi mình bôi thuốc ở đây nè, để mình không cho gãy lên cái phần này ha. Và sau đây Toàn sẽ bôi thuốc vô quý chú anh chị. Ở đây mình sử dụng thuốc, trước khi mình sử dụng mình lắc cho nó đều cái chai thuốc lên ha. Rồi xong mình kế ra tầm khoảng 1 miếng thôi. Cái này mình chế hơi nhiều à. Cây này sử dụng tầm khoảng 1 nhĩ cho đến 2 nhĩ nguyên chú anh chị. Đây. Đây mình sẽ bôi thuốc cái phần này ha. Mình bôi lần thứ nhất, mình để sau khoảng 2-3 phút để cho nó khô đi cái phần da này nè, xong mình sẽ bôi lại một lần nữa nguyên chú anh chị. Đó mình bôi 2 lần ha. Mình đừng có sợ hao thuốc nguyên chú anh chị, nếu như mình sợ hao thuốc mình không bôi 2 lần á thì gãy nó ra rất là yếu luôn. Đó. Dạ rồi, sau thì khoảng 2-3 phút Toàn sẽ bôi thêm một lần nữa nha quý chú anh chị. Đó mình để cho nó khô khô đi, mình sẽ bôi thêm một lần nữa. Mình bôi cho nó đều cái phần này luôn. Đây. Nhiều anh chị hỏi Toàn là sau này cái gãy này nó ra rồi, mình có nên cắt bỏ như zin hay không? Thì những cái phần này với chú anh chị sau này thời gian tầm khoảng từ 5-6 tháng á thì cái phần này gãy zin này nó tự hủy với chú anh chị. Còn thôi hai cái phần này nè nó kéo tới bào da nó liền lại đó, thì nó sẽ phát triển cái bộ rễ chính này bình thường với chú anh chị. Đó trong vòng 2 tuần, 1 tuần cho đến 2 tuần thì phần rễ này nó ra đó. Và sau đây Toàn sẽ vô viên giá thể của chú anh chị và quay gần lại giùm ha. Giá thể này mình đã xử lý xong với chú anh này, mình vô mình nhẹ 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 xuống ha. Rồi xong mình sẽ đặt cái mai vô. Cái này hơi nhiều à, hơi nhiều cái giá thể nha. Đây mình đặt cho cái phần băng keo này thì nó nằm ngang với cái chậu nha chú anh chị, hoặc cho nó cao hơn tại băng keo này nó hơi dài nè. Đó. Rồi xong thì mình sẽ cho giá thể vô quý anh chú anh chị. Đó, mình cho vô mình đè cho nó đều cái cây lại ha. Cái này mình để trong mát tầm khoảng 1 tuần hay hoặc là hơn 1 tuần nha mấy chú anh chị. Rồi mình tưới nước hay hoặc là mình tưới kích rễ thêm, mình tưới kích rễ N3M hoặc là Atunis mình tưới tưới vô thêm để cho cây mai của mình nó phát triển mạnh hơn ha. Dạ rồi thì mình vô giá thể cho nó vô cái phần băng keo lên chút xíu nha quý chú anh chị. Đó. Vậy thì xong, mình sẽ để trong mát tầm khoảng hơn 1 tuần. Mình ví dụ mà qua ngày sau mình hạ tưới nước vô quý chú anh chị, hoặc là cách khoảng 12 tiếng đồng hồ ha, rồi mình tưới nước xương trên lá cho nó có cái độ tư của cái mai được ta. Vì đã xong quý chú anh chị. Thì với cách này Toàn cũng rất mong với cô chú anh chị và các bạn mình thành công luôn ha. Rồi xong mình sẽ để vào cái gốc nguyệt quế quý chú anh chị. Quay theo góc mình quế cả. Mình sẽ để vô mát nha chú anh chị, để vô mát tầm khoảng vài ngày xong rồi mình sẽ tưới nước cho nó. Đây. Rồi, tiếp tục sau đây Toàn sẽ mời quý cô chú anh chị và các bạn xem vài cây mai sử rễ trong vườn nhà của Toàn ha. Thì được mấy cây đẹp Toàn sẽ quay hết lên cho quý cô chú anh chị và các bạn mình xem. Thì có quý cô chú anh chị và các bạn nào thấy video của Toàn hay và hữu ích đó thì hãy xem xong tặng cho Toàn một like và một lượt đăng ký
và một lượt chia sẻ để ủng hộ tinh thần và động lực cho Toàn, để Toàn có tinh thần những video tiếp theo sẽ hay hơn. Và còn bây giờ Toàn sẽ mời quý chú anh chị các bạn xem mai sử gửi vườn nhà Toàn ha. Dạ Toàn quên nữa quý chú anh chị, thì sau đây Toàn sẽ giới thiệu về cái giống mai xù chải nu Singapore, cái giống bên vườn nhà có mực ha. Thì mỗi cây bên mực thì nó cao hơn cây này, nó tầm khoảng là 25cm cho đến 30cm ha. Cây thì nó bự hơn cây của Toàn quý chú anh chị. Thì cây này bên vườn nhà có mực cho lưu với giá là 10.000 một cây. Dạ đơn hàng với 300.000, mực sẽ bao ship nha quý chú anh chị. Thì quý cô chú anh chị và các bạn nào có giao lưu từ 50 cho đến 100 cây thì mực sẽ hỗ trợ thêm thuốc kích rễ quý chú anh chị. Đó. Còn trong thời gian qua cũng có nhiều anh chị hỏi Toàn là làm cách nào để cho cây mai của mình cây giống á, nó xanh lá và mướt lá, thì Toàn xin chia sẻ luôn ha. Thứ nhất là Toàn tứ DAP, tức là phân tiêu xanh chứ anh chị, mình ngâm khoảng 3 đêm rồi mình lấy cái nước mình tưới lên cái cây ha. Mình sử dụng phân tiêu xanh không chứ Toàn không có sử dụng phân lạnh nha chú anh chị. Phân lạnh mình tưới vô là cái cây mình sẽ bị ốm á. Đó, thứ nhất. Thứ hai Toàn sử dụng Atunis. Thứ ba Toàn sử dụng cốc 85 hoặc là Macozet nha chú anh chị. Thì cái màu Macozet với cốc 85 thì nó khoảng màu xanh nó tương đương với nhau ha. Mà Toàn thấy Macozet thì nó đậm hơn. Thì cái trong cái lô cây này Toàn sử dụng cốc 85 hai lần, Macozet hai lần, tức là 4 lần, khoảng cách khoảng gần tháng nguyên chương trị, hơn tháng tí xíu ha. Đó. Số điện thoại của bên vườn nhà của mực là 0971203949, và đó cũng là số Zalo của mực nguyên chương trị. Địa chỉ là tại dốc cầu Trung Hưng 2, ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Gò Đỏ, thành phố Cần Thơ. Dạ rất mong quý cô chú anh chị và các bạn ủng hộ cho mực ạ. Thì lâu lâu Toàn cũng chia sẻ cách để tạo đế nơm. Nói chung là tạo nhiều khi là nó cũng ít có đạt lắm quý chú anh chị. Ví dụ mà 10 cây nó đạt tầm khoảng 7-8 cây thì trong đó nó hao hụt rất là nhiều, tính ra từ cái cây giống mà cho đến đến cái cây thành phẩm luôn thì đạt tiêu chuẩn thì nó tầm khoảng 50-60% thôi, thì nó hơn tí xíu nha quý chú anh chị. Đó. Thì Toàn mới xịt Macozet cũng mấy ngày nay nè quý chú anh chị, nó xịt cho cái lá nó xanh đậm ha. Còn những cái phần mà cái cây nào mà nó vượt quá thì Toàn sẽ cắt lại, Toàn cắt thúc lại giống như cây này nè, cắt thúc lại cho nó mập cái cây, xong mình sẽ làm rễ ha. Cái cây này nó bự hơn tí nữa mình làm rễ được rồi, tại vì cây này nó tầm khoảng là 3 cộng tâm nhập lại ha, nó còn nhỏ quý chú anh chị. Còn cái cây mà Toàn để trong cái góc nguyệt quế nè, lâu lâu thì Toàn chỉ làm một hai cây rồi chia sẻ thôi. Mình để trong mát hơn một tuần, 10 ngày. Thì trong khi một tuần đó mình vừa tưới nước sương sương và vừa phun thuốc kích rễ, mình phun kèm theo nhau quý chú anh chị. Khoảng 5-6 ngày ha. Đó. Cây này Toàn chọn lựa là cây nhánh nhiều quý chú anh chị, nhánh nhiều mà nó mập nó lùn ha. Rồi sau đây Toàn sẽ mời quý cô chú anh chị các bạn theo chân Toàn ngắm mai sử rễ bên vườn nhà của Toàn ha. Dạ đây quý cô chú anh chị, thì trong vườn của Toàn thì Toàn làm rễ thì nó đủ kiểu ha. Cây thì có cây thì nó bằng đều ngang dai, có cây thì nó nhô lên nhô xuống như nè, yêu cầu nó đủ rễ cái phần phía ngoài là được nha quý cô chú anh chị. Đó, nó đều ngang dai hết luôn. Thì cái cây này sau một năm cho đến 2 năm thì cái cây này nó sẽ lên bộ đế đặc anh chú anh chị. Đó. Rồi cái phần này nó nhô lên, bên đây thấp xuống, đây nhô lên, đây thấp xuống, bên đây nhô lên, thấp nhô. Đó, mình làm nó nhiều kiểu lắm anh chú anh chị. Đặc biệt là mình thích cái là ở trong đây nó đều ngang dai hết nè. Nó đều cái củ đế mà cái củ đế nó lực cái phần trong này nè, ra đây nó thưa chút xíu cũng không sao ha. Thì giờ nhiều anh chị hỏi Toàn là có cây mà Toàn quay nó không lên xù, tức là cái cây nó ít nhánh, nó chậm lên xù quý anh chú anh chị, còn cây nào nhánh nhiều quá, nhánh nhiều ở cái nách nhánh thì nó mau lên xù ha. Cây này hiện tượng xù lên rất là mạnh nè quý anh chú anh chị. Đó. Xù này là nó lên tốc độ luôn. Thì Toàn cũng có nghe nói là xù Singapore này tới hai loại, cái loại lên xù bình thường, có loại lên thì nó tốc độ nó kéo là xù lên từ gốc tới ngọn luôn. Nó xù là nó mạnh hơn cây này ha, cây này cũng là xù Singapore, thì cây kia cũng là xù Singapore, thì nó kéo xù nó mạnh hơn cây này. Đó,
cây này nó xù nè. Chỗ nào nhánh nhiều là chỗ đó xù nhiều quý anh chú anh chị đó. Còn đối với những cây xù này mình không nên rửa gọng xanh ha, rửa gọng xanh là nó sẽ bị chai á, nó chai cái phần này nè, chỗ nào mình rửa là chỗ đó nó chai, nhưng mà thời gian sau nó cũng lăn vắng lên xù bình thường quý anh chú anh chị. Bên này thì Toàn cũng mới trẻ sao nè, hiện tại giờ rễ nó đang kéo xanh nè, giờ kéo tế bào da xanh ha, là như Toàn đẩy khoảng ở thí ở ngoài làm bán ở ngày mười mấy ngày à, mười mấy ngày Toàn để ngoài luôn chứ Toàn không lắp giá thể ha. Mà bên cái phần này thì cũng xù nhiều nè, cây này hiện tại đang có mặt bông gió luôn nè, 2 4 6 8 tám cánh anh chú anh chị, tám cánh là hơi nhỏ tí xíu ha. Ở đằng trước thì bông nó bự, cây nhà nhỏ bông gió thì hơi nhỏ tí xíu nhưng anh chú anh chị. Thì mai xù Singapore mình trồng tầm khoảng 7-8 tháng hoặc năm ngoài thì cây nó sẽ lên xù với chú anh chị. Có cây lên xù sớm, có cây lên xù trễ. Có cây thì ở phía trước của Toàn, cái cây tầm khoảng bự hơn đầu đũa ăn, mà lúc trước nó lên xù rất là mạnh luôn. Tí nữa Toàn sẽ lại lần trước Toàn quay cho quý cô chú anh chị các bạn mình xem ha. Tiếp theo sau đây Toàn sẽ mời quý cô chú anh chị và các bạn xem cái cây sữa rễ. Thì cái cây này Toàn review lên thì cũng có nhiều anh chị hỏi mua, thì Toàn cũng rất cảm ơn anh chị đã quan tâm đến Toàn ha. Đó. Thì cây này trước mực tặng cho Toàn thì Toàn chưa có bán được với chú anh chị để Toàn để chơi thời gian ha. Còn với cô chú anh chị và các bạn nào có thích dở Thủ Đức phía trước hoặc là phía hè nhà Toàn á, thì đợt sau này Toàn cũng có giao lưu thêm một vài cây nha với chú anh chị. Cây này đặc biệt cái cổ đế của nó đều quý chú anh chị. Đó. Cây này thì Toàn bư ra hổm ngày cũng lâu rồi, cũng tính ra cũng mười mấy ngày quý chú anh chị. Bên nào cũng đặt quẹo hết, đặc biệt là mình ví dụ có kiến á, mình sẽ mua thuốc kiến mình xịt nó, đừng cứ để cho nó bù vào cái gốc mai hoặc là nó bò lên nhánh cái cây thì nó sẽ dễ bị bệnh hoặc là nó mắc sức nha quý cô chú anh chị. Cây này lên xù rất là mạnh luôn, cây này tại vì nhánh nó nhiều quá, nhánh nó xinh nhiều là lên xù mạnh nguyên chú anh chị. Đó. Dạ, cũng nhân dịp năm mới Toàn xin gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả quý cô chú anh chị và các bạn trong và cũng như ngoài nước, vạn sự như ý và thành công và tốt đẹp trong năm mới nha quý chú anh chị. Dạ, sau đây Toàn sẽ mời quý cô chú anh chị và các bạn xem cây tiếp theo quý chú anh chị. Cây cũng kế bên đó nè, cây này lúc trước thì Toàn rửa 2 lần, ví dụ mà lúc trước còn nhánh như nè, còn 4 nhánh đều với nhau ở dưới như nè thì nó lên xù rất là mạnh luôn, thì Toàn cắt sau này lên xù nữa nè đó, nó kéo tới bào da rất là mạnh luôn. Cây này cũng có nhiều anh chị cũng hỏi giao lưu nữa. Cây này thì chung là Toàn để chơi. Ở phía dưới này 4 nhánh nha chú anh chị, lên đây nó cũng nằm 4 nhánh nè, 1 2 3 4, 4 nhánh phía trên. Cây này thấp thân tầm khoảng là 2 tấc ngoài ha, gần 3 tấc, gan của Toàn tấc ngoài với chú anh chị chứ nó không được 3 tấc ha. Rễ thì cây này cũng tầm khoảng mấy chục rễ với chú anh chị, thì nhiều anh chị thích 6 rễ 8 rễ 10 rễ thì mỗi anh chị có sở thích khác nhau ha, có anh chị thì thích 2 mấy rễ thì 5 6 rễ cũng có. Ở cây này lúc trước nó tầm khoảng 10 cho đến 10 mấy rễ thôi, tại vì Toàn trẻ thời gian sau thì nó sẽ nhiều gì nè. Cái này thì Toàn để thí ngoài luôn, Toàn không lắp giá thể ha, tại vì ở đây thì nó có cái độ ánh nắng vào buổi sáng, buổi sáng thì nó có nắng ha, buổi chiều thì nó không có nắng nhiều đó, cho nên Toàn không để gì luôn. Cái rễ này nó xanh mà nó nứt ra nè, Toàn tứ thuốc kích củ đế cho cái cây mai á, bây giờ nó phì lên. Thì mỗi cái video nó có điều đề xuất khác nhau, thì tí nữa Toàn sẽ chia sẻ cái phần thuốc kích củ đế cho quý cô chú anh chị các bạn mình xem ha. Dạ rồi, sau đây Toàn sẽ mời xem thêm một cây nữa ha. Đây, cây này mai giảo bình thường, giảo bình thường mà bông luôn khoảng 3 ngón tay của Toàn luôn á. Trong vườn của Toàn thì mai bông bự rất là nhiều luôn, bông này có khoảng 3 ngón tay nè.
Bông này rất là to mà hoa thơm lắm quý chú anh chị. Hôm bữa có ông anh đó, ông ở ngoài Bình Dương, ông hỏi Toàn là trong vườn của Toàn có thấy cây mai hương nào không, thì cây mai hương thì đó giờ Toàn không biết ha. Thì lúc trước trong vườn của Toàn có một cây một có thơm thì Toàn bán tính đến giờ cũng mấy năm rồi. À, cây nãy thì cái thót thân nó cao, cây này thót thân nó lùng lực rồi. Ừ. Cây này Toàn thích cái củ đế của nó đều hết luôn. Cây này tầm khoảng 5-6 phân đó, đây cũng đều 4 nhánh luôn, 1 2 3 4, nếu như ở phía này nó đều 4 nhánh nữa thì càng tốt, cái cây của mình nó thêm lực nha quý chú anh chị đó. Cây này cũng đều ngang dai luôn. Mấy cái cây này thì phía sau hè là không lật lá luôn chú chị, nhưng mà toàn mới xịt ma cu z này hôm qua nè, nó còn màu xanh. Thì những cái cây mà toàn lật lá mà trong cái dịp Tết đó thì vừa ra lá non toàn xịt khóc tâm lâm hoặc ma cu z toàn để toàn ngừa bệnh cho cái đợt sau này ha. Dạ rồi, sau đây toàn sẽ mời quý cô chú anh chị các bạn xem thêm 2 cây nữa ha. Ừ, 3 cây nữa nè, cây này thì nó đang ra lá rồi, rồi toàn lật lá nè. Cây này hôm qua toàn cũng mới phun thuốc cho nó luôn đó. Kiến hôm qua toàn xịt bữa nay nó bớt rồi. Cây này bữa nay cũng 10 11 á. À, cây này thấp thân khoảng 7 8 phân ha, không tới 7 8 phân, cái này trừ hao. Trong đây cây nhiều quá toàn quay nó hay lòn lòn tí xíu nghe. Cây này thì nó cũng có dáng hơi nghiêng tí xíu ha. Rồi toàn mời quý cô chú anh chị các bạn xem cây tiếp theo ha. Này thì ở đây toàn cũng mới trồng thêm một cái cây mai xứ rễ nè, lâu lâu toàn trồng khoảng 1 2 cây. Cây này toàn đăng Facebook ha, đăng Facebook với TikTok á. Còn cái này thì đây toàn quay lên trên YouTube. Cây này cũng 17 rễ, 2 4 6 8 10 12 14 16 17 rễ luôn chú anh chị, 17 rễ đều ngang dài luôn ha. Đó, cây này cũng có anh chị họ mua nữa nè. Dạ rồi, sau đây toàn chia sẻ cái phần tưới hoặc là phun thuốc kích củ đế cho cây mai vàng trước và sau khi Tết ha. Dạ rồi, sau đây toàn sẽ chia sẻ cách mà để sử dụng thuốc kích củ sau khi cây mai vàng của mình chơi Tết ha. Thì trước đây thì bây giờ toàn sẽ ví dụ với cô chú anh chị, ví dụ trước Tết mình lặt lá vừa xong mình tưới cũng được, hoặc là mình đợi bông này ra rồi xong mình sẽ lặt bỏ hạt, hay hoặc là mình lấy hạt rồi mình hái hạt xong rồi hoàn thành hết một cây mai thì mình sẽ tưới kích củ ha. Để toàn ví dụ nha quý chú anh chị, ví dụ mà quý cô chú anh chị các bạn nào có tưới thuốc kích củ á, thì cái này toàn ví dụ là một cái hạt mai ha, hoặc là cái bông mai gì đó mình sẽ lặt bỏ hết. Sau khi chơi Tết mình sẽ lặt bỏ hết những cái phần này. Nó thí dụ mà cây của mình không lấy hạt đó, mình sẽ lặt bỏ hết nè. Lặt bỏ hết cây xong mình sẽ mới tưới thuốc nha mấy chú anh chị. Thì sau thời gian thì toàn sử dụng thuốc kích củ đế mai vàng thì hôm nay cây mai của toàn nó đã đổi khác rồi nè. Quanh bây giờ hiện tại nó gần 50 mấy chú anh chị. Tầm khoảng 4 tháng trước thì tầm khoảng 28 cho đến 30 thôi. Bây giờ nó lên gần 50 rồi. Đặc biệt toàn thích cái bộ đế nó là ra tuốt này nè, đế nó khoảng bằng cầm tay của toàn luôn. Đó. Ở phía bên kia cũng vậy luôn nha mấy chú anh chị. Đó, rễ nó nhô lên luôn. Rồi, sau đây toàn đây thì toàn sử dụng cái thùng này 10 lít nè. 10 lít nước. Ở đây toàn sử dụng một chai thuốc kích củ mai 3 số 7. Rồi một chai là củ cải với trà siêu dinh dưỡng, thêm cộng thêm một bịch Atunis ha. Thì đầu tiên toàn sẽ cho phần thuốc này thì mình sử dụng phun hay hoặc là mình tưới cũng được anh chú anh chị, hoặc là mình vừa phun vừa tưới trực tiếp vào gốc thì nó sẽ hay hơn anh chú anh chị.
Ở đây Toàn sẽ cho vô đây tầm khoảng 20cc thuốc nha quý chú anh chị. Rồi Toàn sẽ cộng chung thêm cái phần đây, Toàn cộng chung thêm cái phần là kích củ cải nè. Chai này 40cc thuốc, chai 12.000 quý chú anh chị. Đó. Chai này sử dụng cho bình 16 lít hoặc là bình 25 lít nha quý chú anh chị. Ví dụ chai này sử dụng bình 16 thì nó đậm đặc hơn, còn 25 lít thì nó sẽ lợt tí xíu ha. Thì Toàn thấy là xịt lợt nó sẽ hay hơn là cái đậm với chú anh chị. Đậm nhiều khi nó lậm thuốc ha. Dạng cái miếng bọc này nó cứng. Nó cho vào đây tầm khoảng nửa chai thuốc ha. Lâu lâu thì Toàn chia sẻ lên một cái video, rất mong quý cô chú anh chị và các bạn thấy hay và hữu ích, chia sẻ mạnh ủng hộ cho Toàn ha. Toàn xin chân thành cảm ơn rất là nhiều. Ở đây Toàn sử dụng một chai siêu dinh dưỡng, chai này 40cc thuốc, chai này mình sử dụng cho bình 16 hoặc là 25 lít nước ha. Chai này cũng 12.000 luôn. Thì chai này Toàn cũng mua bên anh Mạnh quý chú anh chị. Mạnh ở chợ Trung An, Cờ Đỏ ha, xã Trung An, huyện Cờ Đỏ. Thì Toàn cũng có làm cho anh Mạnh một clip á, và Toàn đăng số anh Mạnh lên những cái clip trước anh chú anh chị. Bên anh Mạnh cũng bán lẻ một hai chai ha. Ví dụ mà quý cô chú anh chị các bạn nào mua lẻ một hai chai á thì có gì liên hệ cho mực quý chú anh chị. Còn mua với số lượng nhiều thì liên hệ cho anh Mạnh ha. Thì Toàn sẽ để cái số điện thoại của anh Mạnh bên dưới phần mô tả để cho quý cô chú anh chị các bạn biết để liên hệ với anh Mạnh. Mua cho mình những cái lọ thuốc chuyên về mai ha. Anh Mạnh chuyên về mai và lúa luôn anh chú anh chị. Ảnh buôn bán rất là vui vẻ với anh chú anh chị, vui tính ha, quan trọng là cái vui tính anh chú anh chị. Rồi Toàn sẽ sử dụng thêm một bịch Atonis luôn, bịch này sử dụng cho bình 16 hoặc là 25 lít nước ha. Thì mình sử dụng tầm khoảng trong đây là nửa bịch, ví dụ cây bự mình sử dụng nguyên bịch luôn không sao, còn đối với những cây con giống á, mình sử dụng nửa bịch thôi nha quý chú anh chị. Rồi sau đây Toàn sẽ sử dụng thêm bịch này nữa. Đây thì Toàn sử dụng nguyên cái bình này luôn ha, nguyên cái bịch này luôn. Ướp điện thoại, ướp màn hình nó đúng. Mình sẽ làm cho sạch cái bình thuốc luôn, ở trong khi mà mình đốt nó không bị hôi. Mình sử dụng xong là mình để gom vào cái bọc, cái mình đem ra phía ngoài hè mình đốt xử lý nó, mình không có dục phía sông ha. Rồi xong cái phần này Toàn sẽ quậy lên, Toàn sẽ trộn đều thuốc lên quý anh chú anh chị. Đây mình sử dụng tay luôn, xong mình sẽ tứ nhờ cái gốc ha, trực tiếp vào gốc luôn. Chúng Toàn tứ ra ngoài này nè. Ví dụ mình có sử dụng phân hữu cơ hoặc là phân hóa học gì đó, phân hóa học thì sử dụng cho cây bự này yêu quý chú chị, còn đối với những cây con giống thì mình không sử dụng phân hóa học ha. Ví dụ có sử dụng là mình ngâm tan thành nước mình mới tứ thôi. Cái này thì Toàn tính đợi cho là nó khát phân và khát nước, còn để cho nó khô xong mình Toàn mới tưới thuốc kích cũ, nhưng mà hôm qua Toàn lỡ tưới rồi, hôm nay Toàn cũng chia sẻ cho quý cô chú anh chị các bạn mình luôn. Đó. Mình để khô cho nó đứt đắt luôn, mình tưới thuốc này vô nó mới hay quý chú anh chị. Rồi mình thí dụ mà mình tưới vô như vậy, mình để tầm khoảng 5-6 ngày sau cái mình tưới nước sương sương lên ha. Còn cái vấn đề mà phân hóa học để Toàn chia sẻ cùng với cô chú anh chị các bạn mình luôn ha. Mình sẽ giải phân khô. Dạ rồi, thì sau đây Toàn sẽ giải phân khô với chú anh chị. Đây. Phân này cũng tùy theo loại, tùy theo giá chú anh chị, có loại hai mấy ngàn, có loại hình như là nó tầm khoảng 30 cho đến hai mấy ha. Có chỗ phân thì mình mua về ngâm nó không có tan, nó chỉ còn nó ra cái màu thôi. Còn có loại phân thì cái loại phân này mình ngâm nó tan ra là nhuyễn luôn, nó tan ra thành nước luôn. Còn có loại phân mình mua gì nó ngâm nó
không có tan gì hết. Phân đó thì mình kêu là phân giả, còn phân này toàn sử dụng rồi đó, mình thấy ngâm ra thì nó tan ra, tan ra thành nước luôn, cho nên mình tưới vào gốc mai hoặc mai giống rất là dễ ha. Ví dụ mà mình có giải phân hữu cơ hoặc là phân hóa học, mình giải ở phía ngoài thôi, đừng có giải trực tiếp vào gốc nha mấy chú anh chị. Mình giải phía ngoài để mình nhử cho cái rễ mai nó bò ra thôi, còn giải trực tiếp nhiều khi trong gốc nó sẽ bị đối với những cây con nó bị đứt rễ mấy chú anh chị đó, mình giải dài hạt thôi đó. Giải khô xong khoảng 2-3 ngày sau mình tưới nhân được rồi. Sau đây toàn sẽ giải thêm cây bự nữa, cây bự ở phía trong. Rồi sau đây toàn sẽ giải trực tiếp vào cái gần gốc mai bự ha, tại vì đây thì hôm qua toàn phun thuốc nè, phun thuốc nó màu xanh lè lên cái lục bình luôn. Đó. Cây kia thì toàn sẽ hôm qua thì toàn sử dụng là cốc 85 cho cây cây giống. Rồi cái này là ma cu z, toàn sử dụng cho cây bự chứ không. Thì mỗi loại thuốc, mỗi cây sử dụng một loại thuốc khác nhau để coi nó kết quả nó như thế nào. Rồi xong toàn chia sẻ cùng quý cô chú anh chị các bạn mình cùng xài luôn ha. Đây thì toàn khoảng cách từ cái gốc mai ra đây tầm khoảng là 1 mét nha quý chú anh chị, tại vì cây này nó bự á, ra tầm khoảng 7-8 tấc cho đến 1 mét rồi toàn mới giải phân. Toàn giải đều cái phần này luôn. Cây bự thì mình giải thoải mái ở phía ngoài thôi, còn qua bên kia còn giải qua này luôn đó, mình giải đều cái phần này xong rồi khoảng 2-3 ngày mình tưới nước cũng được, hoặc là mình tưới liền luôn cũng được đối với phần khô ha. Đó là lâu mình bón gần gần trong gốc dài hạt li ti thôi. Còn nhiều anh chị hỏi toàn là những cái tược mà trong gốc nó mọc ra mình có nên cắt bỏ hay không, những cái vấn đề này thì theo toàn thì toàn để luôn những cái phần này để cho nó lên tầm khoảng bằng ngón tay cái hoặc tay út tay chỏ rồi đó, thì xong toàn sẽ cắt chừa lại vài phân để tạo nên cái nù nù xù trên cây mai ha. Đó, lâu lâu toàn sẽ để lại, lâu lâu toàn sẽ cắt, ví dụ mình cảm thấy tùm nhiều quá mình cắt bớt, cắt thì mình cho nó ra hoài luôn, như vậy thì nó hút cái chất dinh dưỡng tiếp luôn những cái nhánh phía trên luôn chú anh chị. À, cái này toàn đổ ra thứ luôn, tại ở phía ngoài, ở phía ngoài mình cho nó nhiều không sao, mình sợ nhất là ở trong gốc, trong gốc mình bón phân hóa học nhiều đối với những cây giống nó sẽ bị đứt rễ, tuy rằng nó tốt mình nhìn thấy nó tốt chỉ cần nó ra đều, nhưng mà cái phần rễ dưới thì nó sẽ bị quỷ, nó còn khoảng 1-2 rễ thôi. Cái phần mà khi mà cái cây mai của mình nó đang ra lá non vậy nè quý chú anh chị, ra non lá non khoảng gì mình phun được rồi, cái này toàn phun hơi trễ tí xíu ha. Cái này mình phun tầm khoảng từ 2 cho đến 3 lần, mỗi lần cách nhau 10 ngày, hơn 10 ngày tí xíu quý anh chú anh chị. Mình phun tầm khoảng 3 lần. Mình để mình ngừa cái nấm bệnh ở trên cái lá mai á, về sau. Thứ nhất là sương muối nè, sương muối thì cái lá của mình nó dễ bị có đốm đốm quý anh chú anh chị. Thứ hai mấy cái nấm trắng này nè. Còn xịt trực tiếp vào cái thân luôn, còn xịt khoảng 2 lần này. Bây giờ là cái những cái đốm trắng nè quý anh chú anh chị. Cái đốm trắng ngoài này thì có cái đốm trắng nè, đốm trắng này là nấm nấm trắng nè đó. Còn những cái phần mà ở phía trong á toàn xịt trực tiếp vào thân luôn, bây giờ hết trơn luôn nè, xịt vào thân trực tiếp khoảng 2 cho đến 3 lần thì cái mai của mình sẽ không bị nấm hồng và phấn trắng hoặc là cái nấm trắng như nãy đồng quay á, là nó sẽ không có mọc lên đây nữa anh chú anh chị. Bây giờ toàn sử dụng 3 lần là khoảng cách nhau là hơn 10 ngày rồi, xong toàn để khoảng 5-6 tháng sau, ví dụ mà cảm thấy mà nó xuất hiện những cái nấm trắng lên đây mình sẽ phun trực tiếp vào thân thêm lần nữa anh chú anh chị, dài dài phía trên luôn là không còn cái phấn trắng luôn nha anh chú anh chị. Dạ rồi quý cô chú anh chị ơi, thì hôm nay toàn cũng có chia sẻ cách để chọn những cây giống mập lùn nhánh nhiều để cắt ra để bôi thuốc siêu kích rễ để tạo đế nơm cho cây mai ha. Thì với cách này toàn rất mong với cô chú anh chị các bạn mình thành công luôn. Thì toàn biết đến đâu thì toàn chia sẻ đến đó với chú anh chị. Còn cái vấn đề mà giấu nghề hoặc là không giấu nghề thì toàn cũng không còn quan trọng nữa. Thì ai muốn nghĩ sao nghĩ,
Thì Toàn, nhiều anh chị yêu cầu Toàn thì làm cái video này, thì hôm nay Toàn sẽ làm thêm một cái nữa, nhưng mà cái này Toàn làm một lần thôi, còn những lần sau thì Toàn chia sẻ về cách mà để làm cách nào để cho cây mai của mình nó ít bệnh ở trên cây lá và trên thân ha. Nhưng cái này Toàn cũng rất mong với cô chú anh chị các bạn mình thành công luôn. Và trước khi kết thúc video, Toàn xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả quý cô chú anh chị và các bạn năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Cái hứa hẹn những thành công trong tương lai sắp tới nha quý cô chú anh chị. Có quý cô chú anh chị các bạn là thấy video của Toàn hay và hữu ích đó, thì hãy xem xong tặng cho Toàn một like và một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ để ủng hộ tinh thần và động lực cho Toàn, để Toàn có tinh thần ở những video tiếp theo sẽ hay hơn. Còn bây giờ thì bye bye.